Chào mọi người, hôm nay Bảo sẽ dẫn các bạn đi xem cái căn hộ Philips & Vita ở khu vực quận 2 để mọi người có thể trải nghiệm là căn hộ xanh trong lòng thành phố như thế nào nhé. Đây là một khu căn hộ cao cấp ở khu vực quận 2. Đó các bạn thấy không? Bên trong sảnh và cái không gian phòng khách, phòng chờ và có khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và người lớn, có phòng hát karaoke luôn. Đó, các bạn thấy như khách sạn 5 sao. Bên trong rất là đẹp. Và sảnh lễ tân các bạn có thấy là nhìn nó rất giống như là một cái khách sạn vậy đó. Và một cái điều đặc biệt ở đây là được trang trí toàn bộ bằng hoa tươi nha các bạn. Mỗi tòa sẽ có 6 thang máy để phục vụ cho cư dân. Thì nếu mà thang máy càng nhiều á thì các bạn không phải chờ và di chuyển nó nhanh hơn. Và bên đây là nội khu của căn hộ. Như các bạn thấy cây xanh rất là nhiều. Cái kiến trúc giống như là Singapore vậy đó. Như các bạn thấy không? Từ bên trên mình nhìn xuống thì có những dây leo thì rất là mát. Hồ bơi ở đây cũng rất là nhiều luôn các bạn. Khoảng từ 4 đến 5 hồ bơi luôn á. Hồ bơi dành cho trẻ em, dành cho người lớn. Hồ bơi nước mặn. Và mình rất thích những cái căn duplex ở gần khu vực nội khu như vậy. Thì căn duplex thì nó sẽ có 2 tầng. Tầng dưới và một cái lửng ở trên. Đó, các bạn thấy không? Nước thì nó sẽ được chảy liên tục, làm cho mình cái không gian nó rất là mát mẻ và rất là thoải mái. Ở đây thì có luôn cả sân tennis. Và như các bạn thấy, từ hồ bơi cho tới cái hầm giữ xe thì được chủ đầu tư họ chăm chút rất là kỹ lưỡng. Cây kiển thì được mọi người được chăm chút liên tục và hàng ngày để cho nó sạch sẽ và cái không gian đem lại cái không gian sống nó rất là thoải mái. Như các bạn thấy không, những cái căn hộ mà như vậy á, nhìn xuống hồ bơi, nhìn xuống cái không gian cây xanh thì rất là đẹp. Và nó tạo cho mình cái không gian sống ở đây, mình nghĩ là nó rất là đáng sống. Ở đây á, thì khi các bạn vào bên trong này thì bắt buộc phải có thẻ cư dân. Và được bảo mật 2-3 lớp luôn. Có bảo vệ ở ngoài, họ hướng dẫn cho mình. Và bên trong nó cũng có bảo vệ lễ tân. Và các bạn thấy không gian bên dưới thì có những cái chỗ nướng thịt BBQ, không gian sinh hoạt chung, sinh hoạt cộng đồng. Ở đây thì shop house rất là ít, hầu như đa phần những cái shop house bên dưới đều phục vụ cho cư dân, để phục vụ những cái tiện ích. Hiện tại thì là mình quay vào buổi trưa không có được đông, vì đa phần là mọi người đi học và đi làm hết. Nên ở đây là buổi chiều rất là đông, cư dân họ xuống đây để họ nghỉ ngơi. Ở đây thì mình thấy có 2 cái phòng gym để phục vụ cho cư dân ở đây. Và những cái trang thiết bị cũng rất là cao cấp. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại cảnh quan bên trong của dự án Philips & Vita để xem bên trong nó như thế nào. Và các bạn thấy ở đây nó có đáng sống hay không? Các bạn có thể comment bên dưới. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.